Chúc mừng biệt tài nhí, bé sẽ có một chuyến tham quan tại nhà máy tinh luyện dầu ăn cao cấp Rani. Hãy chuẩn bị hành lý và sẵn sàng cho hành trình trải nghiệm nào. Chúc bé và gia đình có một chuyến đi vui vẻ. Đặc biệt, trong chuyến tham quan nhà máy còn có sự đồng hành của cô Ốc Thanh Vân. Hứa hẹn đây sẽ là một hành trình thú vị và ý nghĩa. Chào mừng các bạn tài thứ hơn về tham quan nhà máy tinh luyện dầu ăn Rani. Chúng ta còn đi tham quan nào. Vùng nuôi cá là những hồ nuôi rộng lớn, trải dài được tiến hành kiểm tra, đo lường chất lượng nguồn nước và sức khỏe cá mỗi ngày bởi các kỹ thuật viên. Trước khung cảnh rộng lớn của vùng nuôi và đặc biệt hôm nay được tham gia vào hoạt động cho cá ăn nên các bé hào hứng lắm. Lần đầu tiên các bé được tận mắt chứng kiến sự vận hành của một nhà máy với nhiều máy móc hiện đại. Qua những ô kính nhỏ trên các đường ống, bé phát hiện ra những dòng dầu vàng óng ánh đang chảy bên trong. Cùng hệ thống đóng chai tự động khiến các bé thích thú vô cùng. Rất là bất ngờ bởi vì Ốc không nghĩ là có một loại dầu ăn mà trong đó lại có thành phần 100% từ cá như vậy. Và mình tự hỏi là không biết là cá ở đâu mà lại nhiều đến như thế. Nhưng mà hôm nay thì Ốc đã có câu trả lời khi thấy một vùng nuôi rất rộng lớn, cũng như trực tiếp chứng kiến công nghệ sản xuất rất hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu sẽ giúp cho Rani lưu giữ trọn vẹn dưỡng chất từ cá. Vậy là chuyến tham quan nhà máy tinh luyện dầu ăn Rani đầy thú vị đã khép lại. Cảm ơn và chào tạm biệt các biệt tài thiên hương.